Thưa quý vị, Tiêu Chiến là một trong số ít diễn viên Trung Quốc đặc biệt nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Riêng đối với thị trường Nhật Bản, độ phổ biến của Tiêu Chiến rất tuyệt vời. Anh ấy được chú ý và nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Nhật Bản. Fusosa của Nhật Bản sẽ phát hành bách khoa toàn thư về lịch sử phim cổ trang Trung Quốc 2025 bằng tiếng Nhật. Đây là tạp chí xuất bản mỗi năm một lần và không có một cá nhân cụ thể nào được lên trang bìa. Tuy nhiên, lần này ở giữa trang bìa có một bức ảnh lớn và rất đẹp trai của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thực sự rất nổi tiếng ở nước ngoài. Một danh sách thống kê đầy đủ các bộ phim truyền hình và phim cổ trang Trung Quốc có thể được xem ở Nhật Bản. Trong đó có danh sách 50 diễn viên phim truyền hình Trung Quốc, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ được yêu thích. Cuốn toàn tập phim cổ trang Trung Quốc phiên bản 2025 sẽ phát hành ngày 24 tháng 7. Bạn có thể đặt hàng trước trên Amazon. Bạn cũng có thể xem mục lục trên trang web của Fusosa. Trung Quốc có rất nhiều bộ phim cổ trang được phát hành mỗi năm. Dàn diễn viên cổ trang của đất nước tỷ dân này rất tài năng. Mỗi năm có khá nhiều ngôi sao mới nổi lên. Tiêu Chiến trở nên đặc biệt nổi tiếng từ năm 2019. Cho tới nay, độ phổ biến của anh ngày càng tăng cao trên thị trường quốc tế. Tiêu Chiến đã đánh bật các ngôi sao cổ trang khác và vững vàng ở vị trí hàng đầu trong nhiều năm. Để làm được điều này, anh chàng đã rất nỗ lực trong thời gian qua. Tạp chí Nhật Bản, bách khoa toàn thư về lịch sử Trung Quốc phiên bản 2025, Fusosa Mook, đã tiết lộ trang bìa có hình Tiêu Chiến, điều này thu hút rất nhiều người hâm mộ đặt mua hàng. Sức hấp dẫn của tạp chí trở nên đặc biệt hơn đối với công chúng khi có Tiêu Chiến trên trang bìa. Bạn có muốn sở hữu cuốn tạp chí này không? Hãy truy cập ngay Amazon để đặt mua nhé!